Vâng, cảm ơn thầy Thạch với những màn cổ vũ rất chất lượng ạ. Và Phương Nghi chắc chắn đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh trong màn cổ vũ vừa rồi. Và bạn hoàn toàn vẫn còn khả năng chiến thắng. Và Phương Nghi hãy cố gắng lên. Xin mời Phương Nghi. Nói thật thì Olympia là một chặng đường nói chung là cũng không ngắn đối với em. Và khi bắt đầu Olympia năm thứ 22 thì em cũng có một số trục trặc nhỏ. Nhưng mà may mắn là em đã được đứng ở S14 cho đến tận bây giờ. Và một điều mà em không thể nào xem nhẹ được thì đó chính là tình cảm và sự động viên của mọi người dành cho em. Em có thầy, em có gia đình, em có các anh chị, em có bạn. Và đó là một điều mà vinh hạnh đối với em. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vâng, và chúng tôi cũng rất may mắn khi có Phương Nghi ở trên sân khấu này tham gia vào đại gia đình Olympia năm thứ 22 này. Và bây giờ sẽ là một quyết định của Phương Nghi. Như thầy em nói ạ, em xin chọn 3 câu 30 điểm. 3 câu 30 điểm. Cố lên Nghi ơi. Bộ phim tư liệu Ranh Giới của VTV kết thúc bằng câu: ở đời này không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy. Câu kết này được trích từ tác phẩm nào và tác giả là ai? Sống mòn của Nam Cao. Xin mời những câu trả lời của các bạn thí sinh còn lại. Chúng tôi đang muốn nhắc tới một bộ phim đã gây tiếng vang rất lớn, bộ phim Ranh Giới của VTV. Đoạt giải Bông Sen Vàng thể loại phim tài liệu tại Liên hoan phim Việt Nam 2021 vào tháng 11 năm 2021. Khi mà chúng ta có thể cảm nhận được sự căng thẳng và ý nghĩa, sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc sinh ra từ những hy sinh, vất vả, gian khổ. Và câu trích vừa rồi, trích từ Mùa Lạc của tác giả Nguyễn Khải. Một câu hỏi 30 điểm không hề đơn giản một chút nào. Câu hỏi tiếp theo thì Nghi có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không Nghi? Dạ không. Câu hỏi 30 điểm tiếp theo dành cho Phương Nghi như sau. Trong truyện ngắn Buổi học cuối cùng của Alfonso Daudet, thầy giáo Hamel đã nói rằng khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, nếu họ còn giữ vững được điều gì thì chẳng khác nào nắm được chìa khóa trốn lao tù. Câu trả lời của em là ngôn ngữ của dân tộc đó. Phương Nghi đã đưa ra một câu trả lời và có lẽ là kiến thức này nằm trong tầm hiểu biết của bạn đúng không ạ? Và đáp án là tiếng nói hay ngôn ngữ của dân tộc mình. Em xin chọn ngôi sao hy vọng ạ. Wow. Một tinh thần rất tuyệt vời từ thí sinh của đường lên đỉnh Olympia, Phương Nghi. Chúc Phương Nghi sẽ thật bản lĩnh và thành công với câu hỏi này. Bố Vi phát hiện em để quên cặp sách ở nhà. Bố đuổi theo Vi khi Vi ra khỏi nhà được 5 phút. Sau khi đưa cặp sách cho Vi thì bố về nhà ngay. Tốc độ của bố không đổi trên toàn bộ chuyến đi là 110 m trên 1 phút. Hỏi, trường cách nhà Vi bao xa biết bố về nhà cùng lúc Vi tới trường? Giả sử Vi đi bộ với tốc độ không đổi là 55 m trên 1 phút. Xin mời những câu trả lời còn lại. Câu trả lời của em là 385 m. Với một tình thế như thế này thì hiển nhiên rằng là nếu Kiệt trả lời đúng thì cầu truyền hình sẽ thuộc về Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương Bình Dương.
Và nếu trả lời sai thì chúng ta sẽ bước tới một câu hỏi phụ dành cho Quốc Khánh và Nguyên Sơn. Trước hết, chúng tôi sẽ công bố đáp án như sau. Vì tốc độ của bố gấp 2 lần tốc độ của Vi nên sau khi Vi đi được 5 phút thì bố cần phải đi 5 phút mới bắt kịp Vi. Vì bố Vi cần 5 phút để bắt kịp Vi nên bố cũng cần 5 phút để trở về nhà. Do đó, Vi cũng cần 5 phút để đến trường sau khi gặp bố. Như vậy, tổng thời gian từ nhà đến trường của Vi là 15 phút. Suy ra quãng đường của chúng ta cần tìm là 825 mét. Rất tiếc, Gia Kiệt chưa đưa ra đáp án chính xác. Và điều đó có nghĩa rằng chúng ta sẽ bước tới phần thi câu hỏi phụ trong cuộc thi quý ngày hôm nay. Và Phương Nghi cũng đã hoàn thành rất tốt. Cảm ơn Phương Nghi. Vâng, như vậy là ở trong đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 này, đây đã là trận thi quý thứ 2 phải phân định bằng phần thi câu hỏi phụ. Phần thi câu hỏi phụ này sẽ có tối đa 3 câu hỏi và đây là một phần thi loại trực tiếp. Nếu như có một thí sinh trả lời đúng thì người đó là người chiến thắng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những câu hỏi trong phần thi câu hỏi phụ. Câu hỏi đầu tiên. Đường dây điện 500 kV Bắc Nam mạch 1 vận hành từ năm 1994 đi qua những thành phố trực thuộc trung ương nào ngày nay? Thời gian trả lời bắt đầu. Xin mời Quốc Khánh. Câu trả lời của em là Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, đó là đáp án được Quốc Khánh đưa ra và thời gian suy nghĩ vẫn còn. Mời Nguyên Sơn. Em nghĩ là Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Câu trả lời của Nguyên Sơn là Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Một giây phút vô cùng căng thẳng, hồi hộp và kịch tính. Bởi vì rõ ràng Nguyên Sơn và Quốc Khánh đều ngang tài ngang sức. Nhưng câu truyền hình chỉ có một mà thôi. Và xin gửi lời chúc mừng tới Trung học phổ thông chuyên Hà Nội. Quốc Khánh cũng đã hoàn thành rất tốt và Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương Gia Lai tự hào về bạn Khánh ơi. Chúc mừng nha. Và chúng ta đang được chứng kiến một không khí rất sôi động tại trường quay S14 Đài Truyền hình Việt Nam này. Và câu truyền hình đã thuộc về tỉnh, thành phố nào thì chúng ta đã biết. Thế nhưng trước đó hãy cùng tổng kết số điểm mà bốn bạn có được sau chương trình ngày hôm nay. Người mang về câu truyền hình cho Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam Vũ Nguyên Sơn với 170 điểm. Bạn Phạm Hồ Phương Nghi đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn Ninh Thuận giành được số điểm 60. Vô cùng tài năng và bản lĩnh là Đặng Quốc Khánh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương Gia Lai với 170 điểm. Và bạn Vương Gia Kiệt đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương Bình Dương giành được số điểm 140. Còn bây giờ là khoảnh khắc bốn nhà leo núi xuất sắc nhất của quý 4 sẽ cùng nắm tay nhau để bước lên bục vinh quang đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của đại diện nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải, ông Ngô Minh Hiếu. Và xin được trân trọng kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Phan Doãn Thoại, đại diện cho ban cố vấn, và ông Ngô Minh Hiếu, đại diện nhà tài trợ, sẽ lên trao vòng nguyệt quế và phần thưởng cho các bạn. Thí sinh giành được giải nhất của cuộc thi quý ngày hôm nay nhận được phần thưởng trị giá 30 triệu đồng.